Xin chào các bạn, trên tay mình hiện đang là chiếc điện thoại mới nhất của LG, LG Optimus 2X. Chiếc máy xài TR2 đầu tiên của LG. Nó có mã là LG SU660. Đây nó ghi là work phone. Thực ra thì cái này khi nó giới thiệu thì nó là chiếc điện thoại đầu tiên xài TR2, nhưng mà sau vài lần rời ngày ra mắt chính thức thì cuối cùng nó không phải là chiếc đầu tiên nữa. Chúng ta có ở đây chúng ta có CPU 1GB dual core, ghi và chiếu video HD 1080p. Một số cái chiếc TR2 mình đã thử thì không có chạy được file MKV HD. Không biết cái máy này trong cái phần cứng của nó có hỗ trợ giải mã MKV không. Ở đây chúng ta có một cái cổng ra HDMI. Như các bạn có thể thấy ở đây là Full HD, Wi-Fi, DLNA, DVX, âm thanh Dolby và cuối cùng là NVDA Tegra. Và bây giờ mình sẽ xem bên trong hộp. Hình nhân vật chính của chúng ta LG Optimus X. Thì cái phiên bản này là phía dưới được thay bằng một cái nút Home, hai bên là nút Menu và nút Back, thay vì bốn cái phím đặc trưng của Android. Chúng ta sẽ nói về nó sau. Trong hộp có sạc, cáp HDMI, tai nghe nhất trong, cáp nối USB, sạc và cáp. Cục sạc phải nói là không được đẹp. Ngoài ra chúng ta còn có sách hướng dẫn. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Mặt trước là một lớp kính bao phủ hoàn toàn, thì chúng ta thấy ở dưới có 3 phím bấm màn hình lớn và trên này là camera trước, cảm biến ánh sáng. Đằng sau chúng ta có một camera 8 megapixel quay được full HD. Máy thiết kế rất là mỏng. Bên cạnh trái hoàn toàn trống trơn và không có nút bấm, thì bên cạnh phải chúng ta chỉ có hai nút tăng giảm âm lượng. Phía trên đỉnh máy là nút power, jack cắm tai nghe và cổng ra HDMI. Đây là cổng HDMI nhỏ. Các cổng kết nối thì ở phía dưới máy chúng ta có micro USB và hai loa ngoài. 5 nắp lưng sau máy là một nắp lớn, chúng ta có thể kéo xuống. Chúng ta có khe thẻ nhớ, khe SIM và cục pin 1500 mAh. Ở trên đỉnh máy ngoài ra còn có một cái anten dùng để coi TV nội địa của Hàn Quốc. Cái này thì chắc ở Việt Nam mình không coi được. Trượt lên để mở máy, chúng ta có một cái giao diện đặc trưng của LG. Ở đây có cái với cái chip TR2 thì bạn có thể thấy là mình trượt qua lại giữa các màn hình rất là mượt. Chúng ta vào phần mềm. Giao diện hơi khác một chút so với đề LG Google. Menu. Bao. Ở đây chúng ta có máy đang chạy Android 2.2.2. Có một cổng HDMI. Chúng ta có thể lựa chọn được độ phân giải khi xuất ra HDMI. Bộ nhớ trong là 16GB. Máy chạy rất là nhanh. Hiện tại đang có Snapdragon 10.1. So sánh màn hình một chút xíu. Có thể thấy cái LG Optimus 2X này màn hình rất đẹp. Ở đây mình có một con Motorola ROG X. Không.
Có vẻ như là đang chỉnh chế độ tự động điều chỉnh màn hình kia ở trong browser này, nên là mình có một cái màn hình rất là tối. À, sáng lại rồi. Tuy nó đẹp như vậy nhưng mà vẫn có thể bạn có thể thấy ngay là nó không đẹp bằng con Android X này.